tại trên tay mình, đó là cái ốp lưng Nikin Vân Sằng dành cho điện thoại Xiaomi Mi 4 của chúng ta. Và đây là cái vỏ hộp đựng bên ngoài của chiếc ốp lưng. Và đây là cái ốp lưng của Nikin. Thì bên trong cái ốp lưng này nó được tặng kèm một cái miếng dán màn hình loại mềm như thế này. Và đây là cái chiếc ốp lưng của chúng ta. Thì chiếc ốp lưng này được làm từ nhựa PU cứng cáp. Tuy cứng nhưng mà khi chúng ta vô tình làm rơi hoặc là va chạm gì đó này thì nó sẽ không bị nứt hoặc là vỡ vụn ra. Cái mặt lưng của nó được thiết kế hơi sần như thế này để chống bám vân tay và trơn trượt khi chúng ta cầm máy trên tay. Khi sử dụng máy thì chúng ta cầm chiếc lưng này thì nó cũng trở nên chắc chắn hơn. Phần thiết kế thì bao gồm cái cụm camera sau và đèn LED được chừa ra như thế này. Phần nút nguồn, cụm camera, cụm nút nguồn và phím âm lượng thì nó mỏng hơn một tí để nó lòi ra cái phím của chiếc máy để chúng ta thao tác nó trở nên dễ dàng hơn. Bên trong của chiếc ốp lưng này thì nó hơi bóng trơn thế này để quá trình tháo lắp cũng trở nên dễ dàng, và khi mà chúng ta gắn vào máy thì nó sẽ không bị chảy xước cái phần mặt lưng và cái viền máy của chúng ta. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình, hẹn gặp lại các video tiếp theo.